Minh Toàn xin mến chào cô chú và anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng trong cái khu vực là Hạ Long Park của cái khu du lịch Sunwood của Quảng Ninh. Và trước mặt chúng ta là cái ga Đại Dương, cái ga gọi là ga cáp treo, cáp treo Nữ Hoàng. Minh Toàn có một số cái video nói ở trong cái ga Đại Dương này rồi, và cũng là nói về cái khu vực trong khu vực Sunwood Quảng Ninh này rồi. Thì hôm nay Minh Toàn sẽ cùng với cô chú và các anh chị chúng ta đi ra cái khu vực phố cổ của Hạ Long để xem các video về khu vực Sunwood Quảng Ninh nói chung hay là khu Hạ Long Park này nói riêng. Thì tôi rất mong cô chú và các anh chị xem ở trong cái kênh nó có cái danh sách phát là Cuộc Sống Quảng Ninh, tôi rất mong cô chú vào đấy để xem những video mà cô chú có thể và có thể quan tâm về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam ta nói chung. Đây, khu vực này là một cái quán để chúng ta có thể là ngồi uống nước, nghỉ ngơi sau những cái chuyến đi bộ hay đi du lịch. Còn đây là cái vườn vườn cỏ, được trồng cỏ rất là nhiều. Đây, ở đây là có cái khu này gọi là cái khu công viên. Khu công viên này thì về buổi tối thì rất là đẹp, ban ngày thì nó không được bật các ánh sáng, nó không được nổi trôi lắm. Chính vì thế mà nếu mà về Hạ Long và về khu công viên này, chúng ta đi qua cái đường Hạ Long, chúng ta nhìn ở trong khu công viên này được biết là đây là một cái cảnh cực kỳ là hấp dẫn. Trong khu vực này thì Minh Toàn thấy có hai cái chuông khá là to. Hai chuông này thì bên trên hai chuông là được biểu tượng của các cái con rồng. Đây. Và trên này thì các cái đèn này là buổi tối nó màu rất là đẹp đấy cô chú anh chị này. Đó. Rất là đẹp luôn. Ban ngày thì chúng ta có thể là không nhìn rõ được, nhưng mà về buổi tối thì cực kỳ là đẹp. Đây, và cái khu này là khu mà trồng hoa và cái cảnh các cái buổi triển lãm như là triển lãm tranh hay là triển lãm một số cái đồ vật cũng được hay được tổ chức ở khu tại khu vực này, khu vực công viên này. Đặc biệt là vừa rồi là có tổ chức cái cuộc triển lãm tranh của toàn quốc cũng là tổ chức ở tại đây. Và nơi đây cũng là thu hút rất là nhiều du khách trong nước cũng như là quốc tế. Ở đây là một cái đoàn du khách có thể nói là đây là du khách của nước ngoài. Rồi, có em gái khá là xinh đẹp. Đài phun nước là tắt rồi, chắc là tắt xong lại phun rồi, nó tự động. Đây, chúng ta nhìn từ góc độ này thì chúng ta có thể là nhìn được cái khung cảnh nó bao quát hơn. Bây giờ thì Minh Toàn sẽ mời cô chú và anh chị đi ra cái khu vực phố cổ của Hạ Long. Đây là phía đằng sau của cái biển Sunwood Quảng Ninh. Và cái nhà to to xanh xanh kia là cái khách sạn Mường Thanh. Khách sạn Mường Thanh của Quảng Ninh. Đây, chúng ta sẽ đi vào khu vực phố cổ này xem khu vực phố cổ này như thế nào. Về khu vực phố cổ này thì mến thưa các anh chị, đây không phải là một cái con phố mà có từ lâu đời, và cũng không phải vì là con phố có từ lâu đời mà người ta gọi là phố cổ đâu, mà con phố này được trang trí với những cái cửa hàng, với những cái nhà hàng rất là cổ kính.
theo một cái kiểu cổ thì người ta gọi là phố cổ, và người ta tạo, muốn tạo cho chúng ta du khách trong và ngoài nước đến đây có một cái phố cổ. Thế thôi chứ không phải là đây là một cái phố có từ lâu đời. Không. Cảm ơn em. Không, cảm ơn em gái. Ở đây thì khi mà chúng ta về với Hạ Long thì khu vực này là một trong những cái khu vực mà giúp chúng ta có thể là nghỉ ngơi, ăn uống, nhậu, hoặc là chúng ta mua các cái đồ khô để về làm quà, ví dụ như ở đây. Đấy, các đồ khô này. Cà phê sóc này. À, cà phê sóc là cà phê trồn đấy. Cà phê sóc nâu này, cà phê trồn hồng này. À, sóc khác, trồn khác. Cà phê này thì ngon lắm. Cà phê sóc với trồn thì là cái loại cà phê cực kỳ ngon. Và đây thì có các cái quán ăn ngủ, ăn để ăn nghỉ. Khi mà chúng ta có thể mệt, chúng ta có thể vào những cái quán này để chúng ta thưởng thức các cái món ăn của Hạ Long. Buổi tối ở khu vực này thì khá là sầm uất. Khi mà cô chú và các anh chị về khu vực này buổi tối thì nó sầm uất hơn là ban ngày. Thì ban ngày thì du khách về nơi đây rất là vắng. Và trước cái khu phố cổ này thì cũng đang được xây dựng rất là nhiều. Đây, cô chú đang nhìn thấy các cái tòa nhà được xây dựng rất là nhiều luôn. Ê, cảm ơn em. Đây, các con tôm cua rất là ngon luôn. Đặc sản của Hạ Long. Bề bề con này là con bề bề. Bề bề rất là ngon. Các nhà hàng này thì được trang trí các cái hoa và bóng rất là đẹp. Nhất là về đêm. Đêm thì các cái bóng màu, đèn màu nó hiện lên đẹp, rất đẹp, bằng. Có những cái con cua như thế này mà, cua rất là to luôn. Cua này là để bán hay là để mình... Cua như cua đấy báo tiền cân này em gái. Rồi trả cho em gái nhé. Đấy, như con cua, ôi, con này, con tôm này to quá nhỉ. Tôm này là tôm sú hay là tôm gì anh? Tôm này tôm sú hay tôm gì đấy? Tôm hùm à? To nhỉ? Tôm hùm đấy. Tôm hùm. To luôn. Tôm hùm tươi sống và rất là ngon. Đấy là những cái đặc sản của Hạ Long. Về đặc sản Hạ Long thì cũng có rất là nhiều món đặc sản của Hạ Long, ví dụ như là chả mực hoặc là các cái đặc sản của Hạ Long thì rất là ngon. Đây là quán chè, quán chè nhìn các món chè ngon quá. Nhưng mà khi mà về với Hạ Long thì cô chú và các anh chị đi chơi ở cái khu vực Sun Quốc cũng như là phố cổ Hạ Long thì không sợ đói đâu, có rất là nhiều quán ăn. Và nếu buổi tối chúng ta dạo bước ở trên cái phố cổ này thì cực kỳ là tuyệt vời. Ban ngày thì các nhà hàng cũng nhiều nhà hàng đóng cửa, nhưng mà buổi tối thì rất là nhiều quán mở cửa. Bán cả các cái đặc sản đồ khô này rất là nhiều luôn. Ồ, đây là một cái cửa hàng bán đồ. Minh Toàn thử vào đây, Minh Toàn mua cái mũ xem có mũ không. Minh Toàn mua mũ, có cái mũ mũ nón ở đây hết à cô? Thế thì không có mũ đấy rồi.
Mình toàn muốn mua một cái mụ. Đây không khó đâu. Đấy bán các cái đồ lưu niệm rất là đẹp. Cà phê, đồ khô này, giày dép guốc này. Đẹp lắm. Ở đấy có quán massage khá to này, massage food. Đó. Còn nơi đây là một cái bar. Chỗ này là bar, cũng toàn đi qua đây mấy lần rồi. Và khu vực này thì buổi tối sầm uất lắm, nhạc đập sình sình và mọi người ngồi ngoài này uống nước, uống bia, nhậu nhẹt ở ngoài này. Đấy. Và đây là cái chỗ chơi nhạc ngoài trời, còn bên trong thì còn có chỗ chơi nhạc bên trong nữa. Vào cái giờ này là cái giờ mà các hàng quán bắt đầu dọn dẹp để mở hàng ăn buổi tối. Giờ này cũng là cái giờ chiều rồi, chuẩn bị vào tối rồi, thì các nhà hàng cũng đang chuẩn bị để mà phục vụ vào buổi tối. Có cả vịt quay cá quay luôn, gà luôn, ngon quá anh nhỉ. Mình toàn sẽ vào đây xem nó có cái mụ không. Mình toàn sẽ mua cái mụ. Mình toàn thích cái mụ, một cái mụ. Không có mụ à? Khu vực này là không có mụ à? Khu vực khác không có mụ, khu vực này không có. Về phố cổ Hạ Long thì nếu mà để nói sầm uất nhất là vẫn là cái khu vực này. Đấy, khu vực bắt đầu từ đây đi xuống thẳng dưới kia. Khu vực này là khu vực sầm uất nhất của phố cổ Hạ Long. Còn ở trong này cũng có các cái phố cổ, cũng là phố cổ, nhưng mà trong này thì mùa hè thì sẽ mới mới mở cửa các cái cửa hàng, còn một số cửa hàng thì cũng đang đóng cửa, nên trong này không có gì là gọi là nó sầm uất bằng bên ngoài được. Và hôm nay cái video này là Minh Toàn xin phép được dừng ở đây. Cảm ơn cô chú cũng như là các anh chị đã xem video này. Nếu cô chú và anh chị quan tâm hơn nữa về cái khu Hạ Long thì rất mong cô chú và anh chị hay xem ở trong kênh có cái danh sách phát là Cuộc Sống Hạ Long, để chúng ta vào đấy chúng ta xem các video về Hạ Long nói riêng. Còn nếu để mà xem những video mới nhất về Hạ Long nói riêng hay là Quảng Ninh nói chung, rất mong cô chú và anh chị hãy nhấn cái nút đăng ký để đăng ký miễn phí, để chúng ta có thể là người đầu tiên được xem các video mới về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam nói chung. Cảm ơn cô chú và các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp cô chú và anh chị trong những video tiếp theo.